tại Quảng Nam, thưa quý vị, mới đây Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Như Nhân, trú tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhân là công chức địa chính xã Duy Trung, đối tượng này đã nhận làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa rồi chiếm đoạt tiền lên đến hàng tỷ đồng. Nhiều người dân đã mất tiền của mình khi đặt niềm tin không đúng chỗ vào Nhân. Theo kết quả điều tra, trong thời gian công tác tại bộ phận địa chính xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Nhân lợi dụng chức vụ của mình đưa thông tin gian dối về khả năng làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, làm thủ tục giao đất, có thu tiền sử dụng đất để người dân tin tưởng giao tiền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, Nhân đã nhiều lần nhận tiền của người dân để làm thủ tục đất đai, nhận tiền đặt cọc để bán đất cho Ủy ban Nhân dân xã quản lý, nhận tiền để chuyển đổi mục đích từ đất màu, đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Hiện đã có trên 340 trường hợp người dân tin tưởng giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa tiền cho Nhân. Qua xác minh ban đầu với 2 trường hợp, xác định Nhân đã chiếm đoạt số tiền 7,77 tỷ đồng. Tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nhân, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ 466 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài liệu có liên quan. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.